chuột phải vào cái ẩm thực này, xong rồi bắt đầu là nó sẽ vào cái thẻ span ẩm thực này, sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái div ở ngay phía dưới cái thẻ A ấy. Sau đó chúng ta hover lại một lần nữa cho nó cái thẻ U nó sinh ra đi, sinh ra code đi. Và chúng ta có cái mớ LI ở dưới đúng không? Bung cái thẻ A trong cái LI ra có cái thẻ IMG. Chúng ta copy cái link ảnh này, paste sang cái tab mới và chúng ta copy chuột phải vào save image as. Thì chúng ta lưu vào trong cái project của mình. B1, B2 này, làm sao.com này, public này, image này. Đây là bánh trung thu. Bánh trung thu.jpg. JPG. Đây cái bánh đây. Đúng không? Copy cho tôi cái ảnh đấy về. Sau đó chúng ta ở trong xong chưa? Hả? Các bạn ở dưới xong chưa? Có ai gặp khó khăn không? Sau đó chúng ta sẽ có một cái thẻ A href bằng thăng này. Được chưa? Ở trong thẻ A này chúng ta mới nhét cái thẻ IMG vào. IMG nó sẽ có src bằng public sược image sược bánh trung thu.jpg. Giờ chúng ta coi cái trang của mình. Thế hình cái bánh trung thu chưa? Được chưa? Đấy. Đấy là tác dụng của cái thẻ Y có width vào 100% thì tự động nó sẽ rộng ra bằng với cái độ rộng của thẻ tràng. Thẻ A của chúng ta đang có display block này, nếu tôi nhớ không nhầm. Đây, display block này. Cho nên nó sẽ rộng hết cái chiều ngang. Làm sao để cho nó ra giống như thế này đi đã. Copy về đi. Không làm gì đâu. Và cốt lỡ tay gió cốt thì các chuột dép lại. Giờ style thì chúng ta thêm cho tôi cái IMG này là một này. Các bạn nào vừa tải về thì vào trong cái file style thêm cho tôi cái đoạn IMG này vào. Xong chưa? Bạn bên cạnh này. Xong chưa? Viết đi.
Xong chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ bạn thêm cho tôi cái đoạn sửa cái đoạn này nữa. Thứ nhất là mega drop down thì comment cái này vào. Tiếp theo nữa là cái mega drop down LI thì chúng ta sửa cái width là 24%, margin right bằng 5 pixel. Được chưa? Rồi. Reload lại xem có giống tôi không? Có ảnh chưa? Chưa biết copy thì hỏi bạn bên cạnh xem là nó lấy từ đâu. Lấy như nào? Sau đó các bạn làm tiếp cho tôi cái việc là copy thêm 3 cái ảnh nữa vứt vào đây. Copy thôi thêm tôi thêm 3 cái ảnh nữa ném vào bên cạnh. Kiếp đứa của nọ nó đặt tên ảnh có dấu này trời. Hồi vợ tôi còn làm ở đây cho tôi chửi con này sấp mặt luôn. Đây, úi dồi lại còn tiếng Việt. Nên thua với chị thôi. Bánh trung thu bí đỏ. Rồi, có tiếp cái ảnh nữa. Đây này. Bánh trung thu 2. Alo, vâng, em không, vâng ạ, vâng, phải thực hành thi tốt nghiệp, nhiều không ạ? Đúng rồi, đúng không? Em về lâu rồi. Vâng. Rồi rồi. Khoảng 10 giờ sáng mai em qua. Vâng vâng ok chị. Vâng vâng. Vâng vâng thật. Rename này. Pet vào đây. Đây là bánh trung thu này. Xong bây giờ là bánh trung thu bí đỏ này. Sau đến bánh trung thu 2. Sau đó đến bánh trung thu 3. Rồi, thế chúng ta có bằng này cái bánh trung thu. Đấy cứ hiển thị làm sao làm, hiển thị cho tôi 4 cái này. Đã, rồi tính tiếp. Yeah.
năng đấy. Trời ơi, thế này làm sao mà có gấu được. Đẹp lắm. Đâu rồi, thấy ra. À đủ. Kinh tạo. Thấy cái loại cái này nè. Đâu đi đâu rồi. Để em kinh tạo dưới. Tay nó còn ngồi gõ cơ mà. Xong chưa? Rồi, mở cái trang cô làm sao ra. Trang làm sao được nó mà. Phun cho một cái ra. Không vơ một cái. Không cả. Chúng ta vào trong làm sao chúng con chúng ta sẽ nhìn thấy những cái ảnh như thế này đúng không? Đây, đây là cái menu này. Xong hover vào nó sổ xuống như này này. Đúng không? Trong một cái ô này chúng ta có cái ảnh ở đây này. Giờ ở dưới đây là text đúng không? Giờ làm sao để nhét text vào? Cho thể đi. Để làm gì? Hover trong thẻ ai thế này? Hover với cái text ở dưới đấy thế này? Nó là hình gì? Nó là hình bàn tay. Không, tôi chỉ bảo hover thôi mà. Dưới cơ mà, text ở dưới cơ mà. Đấy, text đấy. Nó là hình bàn tay không? Và bấm vào khi mà các bạn hover vào cái gì mà nó có cái đường dẫn ở phía dưới đây này thì đấy đều là thẻ A cả, đúng không? Thì ở cái text đấy bắt buộc phải là thẻ A, đúng không? Bây giờ làm sao nhét thẻ A đây nó phủ dưới được hả? Sao phải chỉnh chiều cao? Tại sao phải thấp lại? Thử nhá. Đây là cái ảnh đúng không? Các bạn xem này, cái ảnh của tôi nó đang chiếm hết 100% đúng không? Đây, cái ảnh của tôi đang chiếm hết 100% đúng không? Bây giờ nếu tôi viết text vào thì sao? Thì nó tự động nó đẩy xuống đúng không? Bây giờ chúng ta có thể P đúng không? Đây tôi copy cái text này. Đâu nhỉ? Text là cái gì nhỉ?
Đây được rồi đấy. Không đứa nào chỉ cho tôi đi cóp ấy. Rồi. Đây. Đây, 5 lý do khiến ai cũng thích tự làm bánh trung thu. Đấy, chúng ta nhét rồi đấy. Thử nhá. Thế nó ra cái gì? Đây à, xuống dưới rồi này. Chúng ta coi xem vì sao nó xuống dưới. Đây nó là cả cái đoạn dưới này. Thấy không? Nó là cả một cái dưới đấy. Và cái ảnh này nó cũng không chiếm hết. Tại sao thằng này lại bị xuống dưới? Kiểm tra xem. Vì sao? Check nhỉ? Bây giờ ở cái thẻ Mega Dropdown này chúng ta đang có cái min 2 bằng 200 pixel. Đúng không? Thế tại sao ở đây nó lại bị đẩy dưới này? Các bạn có đoán được không? Thử cái line 2 về 20 pixel coi. Lên chưa? Giảm đi. Khoảng 14 pixel là hợp lý rồi. Đúng không? Khoảng 14 pixel là hợp lý rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ UL drop down, các bạn nhìn thấy nó dài đến bằng này thôi đúng không? Bây giờ coi nào. Có phải do min 2 không? Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ tại nếu mà tôi bỏ cái min 2 đi sao? Che mất. Làm sao để cho nó không bị che mất? Tôi không thích tăng chiều cao lên. Hả? Giảm chiều cao ảnh xuống á? Thử nhá. Ừ. Có vẻ hợp lý. Để coi nào, xem cái thẻ LI. Chắc chắn đây này, do thằng này có chiều cao, bỏ cái 2 của nó đi. Thấy chưa? Thế tôi bỏ cái 2 đi thì nó tự động mất đúng không? Thế chữ đâu? Chữ vẫn ở đấy. Nhưng mà chữ nó màu trắng. Đúng không? Bây giờ cái thẻ P này thì sao? Ngoài cái line 2 bằng 14 ra chúng ta có cái color bằng màu đen. Lên chưa? Đúng không? Và cái UL của chúng ta quăng luôn cái 2 đi. Bỏ rồi đúng không? LI chúng ta cũng quăng luôn cái 2 đi. Mà cái UL này bây giờ ấy, chúng ta cần phải thêm cái gì các bạn biết không? Clear fix. Ủa, không được à? Sao không được clear fix nhỉ? Từ nha. Min 2 bằng cái này. Rồi. Rồi chúng ta giữ min 2 của thằng cha. Min 2 này thì bằng 200 hay bằng 215 cũng vậy thôi. Ủa? Sao lại vậy nhỉ? Chờ chút. Mega drop down. Đây, tôi sẽ sửa lại cái style cho thằng này. Đấy nhá. Mega drop down LI đến thẻ P thì nó sẽ có line 2 bằng 14 pixel và có cái color bằng màu đen 000. Sau đó 2 của thằng LI này tôi comment vào. Không động đến nó nữa. Tại sao thằng này min 2 lại vậy? Vậy. Để các bạn thêm cho tôi hai cái dòng này vào. Xong chưa?
không nhau. Rồi bây giờ ngó cái đã, rồi chúng ta sửa dần. Không việc gì phải vội cả. Rồi xong. Mega team này, mega menu này, display thằng này, float lab này, LI này có float không? LI cũng có float. Vậy tại sao thằng này nó mega drop down? Mega drop down. Thứ nhất, clear fix. Ở đây không được nhỉ? Clear fix. Bậy thật. Thôi rồi chúng ta set cho nó cái chiều dài bằng 215 nhá. Sửa lại cái thuộc tính min 2 của thằng mega drop down ấy. Chúng ta style cho tôi sửa lại cái giá trị min 2 của thằng mega drop down bằng 215 pixel. Nó không được dài quá bằng này. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái background ping đi, light ping đi, quăng đi. Mà chúng ta sẽ thêm cho tôi cái box shadow bằng 2 pixel, 3 pixel, màu là màu CCC. Box shadow là đổ bóng cho một cái vùng, nó đổ sang bên trái và xuống dưới. Thì chúng ta có 2 là đổ sang bên trái, 3 là đổ xuống dưới, 3 pixel, ở trên là 2 pixel đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta coi. Thấy không? Nó có cái viền này này. Đúng không? Nó có cái viền này, nó sẽ ngăn cách với các cái phần khác mà chúng ta cảm giác như nó nổi lên trên. Đúng không? Để xem của nó nào. Tôi còn không nhìn thấy của nó cơ. Đây rồi. Bọn này còn lỗi red box ship này. Để coi nào. Của nó cũng đổ bóng nhưng mà màu nó là màu gì ấy. Rồi được rồi, để tôi coi, tôi đang đi ăn cắp. Ăn cắp cái màu. Hover này. Ủa sao hover không được ta? Hover cho thằng LI này. Rồi xong. Rồi chúng ta tìm hiểu cái vùng này. Thẻ deep này. Deep này sẽ có cái gì? Box shadow 0211 ECECEC. Cọp luôn. Hết rồi. Tôi không có mắt thẩm mỹ cho nên tôi đành phải đi ăn cắp. Còn bạn nào mà mắt thẩm mỹ tốt thì có thể tự làm phần này. Chọn cho tôi cái màu. Tôi nói thật đấy, bởi vì tôi phối màu cực tệ. Cho nên tôi không học được mỹ thuật, chứ tôi biết vẽ mà. Box shadow 0211. Các hướng này. Được không? Đúng rồi. Không là đổ bóng lên trên là 0 pixel. Bên trái, dưới, bên phải. Bên phải nó chỉ có 1 pixel thôi. Còn màu ECECEC này là cái màu trông nó như này. Đây này, trông là cái màu nền của cái hàm này, cái giá trị này. Được chưa? Reload trang của mình, xem có giống không? Đấy, trông cũng tử tế ra phết. Một tội là đi ăn trộm rồi. Được chưa? Đấy là đổ bóng. Xong rồi sao? Sao nữa? Nó khác mình mà. Biết khác ở đâu không? Biết nó khác mình ở chỗ nào không? Nhìn text của nó khác mình cực kỳ. Khác ở đâu? Phông chữ. Đúng rồi. Và độ đậm của chữ nữa. Đây các bạn nhìn thấy chữ của mình rất là mạnh. Đúng không? Bây giờ mình sửa cái phông chữ nhá. Hôm trước tôi dạy sửa phông chữ rồi đúng không? Sau này bây giờ chúng ta sẽ thêm là phông trừ family
bằng Arian, bằng Arian, hết cái. Sang chưa? Sang chưa? Bây giờ mình sẽ có cần phải bâu lên nữa không? Có cần phải bâu chữ lên nữa không? Hồi. Wow. Bây giờ nếu có muốn cho cái chữ này nó nhỏ lại thì còn được này, đúng không? Chữ nhỏ thì làm sao? Các bạn thêm cho tôi cái phông Family Arian này vào đây đi. Đó, phông này phông mặc định để cho nó có chữ không chân. Còn nếu mà các bạn muốn chữ đẹp hơn thì tải cái phông Google về, ốp vào. Sau đó chúng ta sẽ sửa nốt cái LIP này, chúng ta có phông size bằng 12 pixel. Thử xem nó 13 pixel đi. 13 pixel trông có vẻ hợp lý rồi đấy. Đúng không? Đấy, phông size bằng 13 pixel. Được chưa? Xong, bây giờ sao? Lại bê text sang bên kia thì chứ còn gì nữa. Bê cái thẻ P vứt sang các cái thẻ còn lại thì là chúng ta sẽ xong cái phần này. Ở đây chúng ta tiết kiệm được thêm một thẻ A nữa. Đáng lẽ cái chỗ P này là của chúng ta là một thẻ A đúng không? Xong bao text ở trong. Nhưng bây giờ chúng ta chẳng cần thế nữa, chúng ta cũng xử lý được cái này. Tất nhiên text nó phải khác nhau, chứ đừng có text giống nhau. Tôi bê đây là do tôi lười. Trông cũng ra gì phết đấy chứ đúng không? Không nhớ. Đây. Không sai. Được chưa? Bây giờ chúng ta trả lại cái position display display bằng none cho thằng Mega Dropdown. Thế nên nãy tôi mới bảo các bạn là chỉ comment vào thôi. Bây giờ chúng ta sẽ khi mà vào nó sẽ mất hover và nó bung ra. Ồ, hình như đằng sau này vẫn còn cái gì đây? Gì đây? Nhìn thấy cái màu xanh xanh không? Rồi nào. Chúng ta bỏ cái border này đi nhá. Bỏ cái border đi là một này. Và Mega Dropdown LI. Mega Dropdown LI. Chúng ta set thêm cho nó cái background. Background bằng màu trắng. Background color bằng màu trắng là thằng FFF. Tự động mất khi mà chúng ta hover chuột nó. Nó cứ có cái gì nhỉ? Các bạn chờ tôi chút nhé để tôi tìm. Đây này. NAVULLI hover thì nó sẽ có background light blue, cho nên nó có cái đoạn trắng trắng của sau đằng sau màu xanh. Có nhìn không? Thấy không? Đấy, nó bị lây từ cái ở trên.
Cho nên là bây giờ cái mega drop down li li background color bằng fff, để tôi coi xem nó có fff. Đây này, nó đang bị gạch đi đúng không? Bởi vì nó ở dòng 120. Tại sao bị được nhỉ? Chúng ta thêm vào đây một cái chấm than important. Chấm than important mà để thằng này được áp dụng. Biết vì sao thằng kia là ở dòng 120 nhưng nó vẫn được áp dụng không? Hả? Không phải. Không phải đâu. Bởi vì nó là cái CSS cho cái selector là sự kiện. Thì selector là sự kiện sẽ được ưu tiên. Hết rồi đúng không? Đúng chưa? Hết chưa? Hết background chưa? Bên nào? À. Đâu nào? Đây à? Ôi giời ơi, tưởng cái gì? Take align. Ý là bạn là nó đẩy xuống dưới, nó ngang hàng, nó đẩy xuống đây gì? Take align left. Cái này mà bắn phạt. Được chưa? Xong chưa? O thế thôi. Đấy là chúng ta đã đến bây giờ mới là gọi là hoàn thành cái menu ấy. Vất vả không? 3 buổi rồi. Nên làm front end không dễ tí nào đâu. Cái chúng ta đang làm ấy, người ta gọi là front end. Nếu mà các bạn nào sau này mà theo cái nghiệp chỉ làm giao diện là HTML, CSS và JavaScript ấy, thì người ta gọi là front end developer. Hiểu không? Hay còn gọi là UI, user interface, là xây dựng giao diện cho người dùng. Đó, những cái con người đấy là những cái con người phải thực sự yêu thích cái đẹp. Cả cái đẹp và gái đẹp. Thật mà. Thì họ mới bền với nghề được. Chứ còn ví dụ như tôi cũng thích gái đẹp nhưng tôi không thích cái đẹp. Cho nên tôi không làm được cái nghề này. Được chưa? Xong, đấy là chúng ta tạm thời. Đến bây giờ mới xong 1/3 website. Giờ mới được 1/3 thôi. Là chúng ta xong được cái phần header. Header của website bây giờ mới xong. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cái phần này, bỏ qua cái này đi nhá. Hay là thích làm cả quảng cáo? Nhét mỗi cái ảnh vào là xong. Chẳng có cái gì. Rồi bây giờ làm đến cái phần này. Chia cho tôi xem nào. Thử xem nào. Hả? Ờ thì giờ mới bảo là làm đi. Giờ mới bảo là đọc cho tôi. Giờ sao? Deep to. Vẽ đi cho tôi xem nào. Đào. Vẽ là mình sẽ sử dụng bao nhiêu cái div và cái các cái div thì nó chia như nào? Không, vào đi. 3 thẻ div là sai rồi. Trong này phải dùng 5 cái thẻ div, ít nhất là 5 cái thẻ div. Đấy là cái trình duyệt à? Một cái thẻ đi to không tính à? Cái thẻ đi to không tính à, mà là một. Thế ở đây là bao nhiêu thẻ đi đến với tôi nào? Đếm lại đi. Cho một cơ hội nữa. Nếu không là về nhà học lại, viết chép lại cho tôi mỗi dòng đến từ 1 đến 100 một dòng. Đếm lại đi xem nào. Nghĩ kỹ chưa? Đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Có đủ 5 không?
5 có giải quyết được không? Phải là một cái deep bao ngoài nữa thì mới đủ. Em cứ vẽ cả cái trình duyệt ra nha, em sẽ thấy. Vẽ cả cái trình duyệt ra. Ra cả một cái vùng bao ngoài lớn lớn hơn một chút, lớn hơn khoảng 1-2 vòng gì đấy. To ra. Sao cái 1-2 vòng của cô nó tủn mủn như vậy? Rồi. Rồi, xong. Rồi. Nào, cái menu của em, cái phần body của em nó bắt đầu từ đâu? Cái phần nội dung ở phía dưới nó bắt đầu từ đâu? Rồi, xong. Thế nó có cần phân biệt với header không? Thế nó có phải là một thẻ không? Rồi, viết gạch dưới như rồi cái này. Đúng rồi. Đấy, một thẻ. Tiếp tục. Bây giờ cái thẻ này nó sẽ là nằm kín 100% màn hình đúng không? Rồi. Thế nếu mà em vẽ như thế này thì sao? Đủ chưa? Đã đủ chưa? Này đã đủ để hình thành cái phần này chưa? Đủ rồi. Đây này, tôi giải thích cho. Đấy nha, các bạn nhé. Bên trên là cái trình duyệt này. Bên trên này của chúng ta là vùng header nhé. Đúng nhá, vùng header này là bao gồm cả cái phần logo và cái phần menu của mình. Xong, đúng không? Thế là xong phần này rồi. Bây giờ chúng ta còn phân chia ra nữa. Chưa hết đâu. Đây là mới thì màn hình của tôi nhé. Còn thực ra màn hình của các bạn nó còn một cái size 3 bên này nữa. Đúng không? Nhưng ok là cái màn hình của tôi. Tiếp theo này. Phần dưới này chúng ta phải phân biệt với header và phân biệt với cái footer nằm dưới này. Cho nên là chúng ta cũng bắt buộc phải đưa nó vào trong một cái thẻ cha ở bên ngoài này. Đúng chưa? Xong nhá, tiếp tục này. Nhưng mà cái này đang chiếm hết một độ rộng. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta phải căng nó vào giữa thì chúng ta phải có một cái thẻ cắt như này. Đúng không? Rồi, thế nếu cái thẻ đấy là cái thẻ này của em thì nó có hợp lý không? Nghĩ sẽ có hợp lý. Nếu mà như này vẽ thì có được đúng không? Đây, này đi cho nó phân biệt rõ ràng. Có đủ không? Có thể thêm cái gì? Đúng rồi, thêm một cái thẻ bao ngoài để phân biệt ra cái vùng này là vùng hot article, là cái bài viết đang của bạn, đúng không? Xong rồi đến ở dưới lại có hai cái nữa, mình lại vẽ thêm một vùng nữa ở chia đôi. Chia đôi nó ra. Đúng không? Xong ở dưới đấy là cái danh mục category. Đây này. Ô giờ bọn này còn có cả chia 3. Đây, xuống cái phần này. À đâu, nó chỉ chia 3 thôi. Đây là phần ẩm thực đúng không? Thì xuống bên phía dưới này chúng ta ngăn nó ra. Đây là một cái ẩm thực. Sau đó ở trong này chúng ta sẽ có một cái thẻ như thế này. Và với chia 3 sản phẩm. Đúng không? Thì chỉ riêng cái phần này thôi chúng ta dùng mấy thẻ? Một thẻ. Hết xuống dưới đúng không? Hết xuống dưới này. À, một cái vùng to này. Một này. Hai này. Dạ. Ba này. Bốn này. Năm này. Cái này là cái đúng không? Sáu này. Bảy này. Bảy này đi. Đúng không? Nhìn phải nhìn rộng ra các em, nhìn rộng nó ra. Làm sao để giải quyết dứt điểm vấn đề luôn. Chứ không phải là chỉ nhìn tập trung vào có mỗi cái phần này thôi. Có mỗi cái phần này thì các bạn sẽ không giải quyết được đâu. Sau này các bạn code sẽ cực kỳ khó. Cho nên là phải phân ra, nó sẽ phải ngăn cách với những cái thằng nào. Thì sau này chúng ta làm việc mới dễ được. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu code này. Xong phần trước chưa nhỉ? Bây giờ tôi sẽ đẩy code lên, tôi sẽ code tiếp nhá. Xong phần header rồi, xong chưa? Dài phết đấy, cũng phải đến 150 dòng. Rồi, thu nhỏ nó vào. Không động đến nó nữa. Đây, hover sang bên này, có nhìn thấy cái hình mũi không? Mũi tên không? Đây. Thu nhỏ nó vào. Chém. Kiểu gì chả có.
vào hover vào đây rồi, hover với cả cái đấy. Cứ đánh chết con người ta xong hì hì là xong. Rồi, tiếp theo chúng ta có một cái thẻ main. Đây là một thẻ luôn. Thẻ main. Xong chưa? Sau đó đến thẻ section ở trong. Nó sẽ có một cái class là container. Chúng ta viết tên thẻ xong rồi chấm tên class xong rồi tab ra cái là tự động nó sinh ra cái thẻ của chúng ta luôn, có class luôn, đỡ phải viết nhiều. Xong chưa? Rồi. Bây giờ nó viết tag linh tinh vào đây xem nó có căn giữa không đã. Nếu căn giữa nó sẽ cách trên à, cách lề một khoảng đúng không? Căn rồi. Thế được không? Được chưa? Text này nó không sai được bao nhiêu mà chúng nó to vật vã này. Không sai mặc định. Rồi, thực hiện nó đi. Xong. Bây giờ chúng ta đến cái vùng, cái div là hot new. Hot new. Đây chúng ta đã được ba thẻ này, ba thằng vùng ngoài rồi. Sau đó đến một cái div nữa, có class là main new, và một cái div class là aside news. Trong cái aside news này chúng ta tí nữa chúng ta sẽ nhét thêm hai cái thẻ nữa vào đây. Xong chưa? Rồi. Bây giờ phần này chúng ta CSS nó như thế nào? Cái này này, cái tôi đang trỏ chuột đấy, nó chính là cái này. CSS nó là sao? Kiểu gì? Float right. Thế mà cũng nghe được. Sai bét. Không. CSS cho nó luôn mà. Thằng này rồi sẽ chứa ảnh. Rồi thẻ A chắc chắn rồi. CSS cho nó rồi mà. Tôi đã bảo element trong đấy đâu. Hả? With hay. With thôi chứ không cần hay. Bởi vì nó sẽ chứa ảnh đúng không? Nếu bạn set 2 cho nó thì ảnh chắc chắn sẽ bị vỡ. Sẽ bị mèo. Đúng không? Có cần float không? Vì sao cần? Rồi, viết CSS thôi. Đấy, xác định dần, nhìn thấy nó như thế nào mình sẽ xác định dần. Không có gì khó khăn đâu. End header rồi đúng không? Chúng ta xuống. Phía dưới này comment tiếp. Là begin hot new. Và có class là main new thì sẽ có cái gì? Width bằng 66%. Float left min 2. Chúng ta nhét min 2 vào để cho nó nhìn hiển thị ra cái vùng. Còn tí nữa chúng ta sẽ xóa nó đi sau. Min 2 bằng bao nhiêu? Bằng 400 pixel. Background là màu light. Màu aqua đi. Cho nó viết cho nó ngắn.
Xong chưa? Rồi. Test thôi. Đúng chưa? Trông có vẻ chưa hợp lý lắm đúng không? Ví dụ như ở trên này nó nên cách ra một khoảng, cách ra một khoảng nhỏ nhỏ gì đấy để phân biệt giữa các vùng với nhau. Thì chúng ta sẽ có thêm CSS cho nó là cái thẻ main. Nó sẽ có là margin bằng 10 pixel, 0 pixel. Là cách trên dưới mỗi bên 10 pixel, cách hai bên 0 pixel. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Check. Cứ làm xong lại check. À. Lỗi. Lỗi gì? Không phải chèn. Đấy, không phải chèn. Nó hiển thị thế là đúng rồi. Bởi vì khi chúng ta hover vào menu thì nó phải nhìn thấy thằng trên nó nổi lên trên tất cả chứ đúng không? Đây không phải chèn. Lỗi gì? Lỗi này gọi là lỗi background. Background này gọi là background transparent. Là background màu trong, trong suốt. Cho nên nó sẽ nhìn thấy thằng đằng sau. Được chưa? Cho nên bây giờ chúng ta phải set lại cái background cho cái thằng thẻ UL Mega Dropdown. Đúng không? Để cho nó trạch thành màu trắng để nó che cái thằng ở dưới đi. Không cho nó nhìn thấy cái nội dung của thằng ở dưới, nó không có nhìn này rất là kinh. Bởi vì chúng ta hãy tưởng tượng ở phía sau nó sẽ có một cái ảnh đúng không? Bây giờ chúng ta để chữ lên trên cái ảnh đấy, nhìn không thể ngửi được. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải set thêm cho cái thằng Mega Dropdown này một cái background bằng màu trắng bằng một FFF để cho nó nổi lên trên. Được chưa? Như này thì mới được, chứ để như lúc nãy thì chết. Áo. Cái gì đấy? À, đây là do text nó dài quá. Ok kệ nó. Thấy xử lý dễ. Xong chưa? Hả? Tiếp tục nhá. Rồi bây giờ các bạn lại đi theo tôi ăn cắp cái ảnh của nó về. Chúng ta không có ảnh thì chúng ta phải ăn trộm thì biết làm sao giờ. Đây hover một cái ảnh này. Chuột phải vào đi copy cái src của nó. Paste vào đây. Rồi đã có ảnh. Save image as. Đây là ảnh to, hot new. Hot trừ new trừ main. Big cũng được. Bố em hút rất nhiều thuốc cho nên em biết bật lửa big. Copy cái ảnh về nha. Tôi để là hot new main.
Xong chưa? Rồi. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta nhét thẻ A vào đây. Đúng không? Cái ảnh của chúng ta khi hover vào nó sẽ trở thành cái hình bàn tay mà. Thì nó sẽ là ở trong này là chứa thẻ A. Hpref bằng thăng đi. Và trong này sẽ là cái img. Img bằng public sược image sược hot trừ new trừ main chấm jpg. À ừ đúng không, xin lỗi bạn, hot new main. Xong chưa? Giờ coi thành quả của mình. Ui, mình căn chuẩn phết. Gần 400 pixel. Để ra ra ảnh chưa? Hover vào nó hình bàn tay này. Đúng không? Xong chưa nhỉ? Thế còn phần này làm nào? Cái này này. Phần này làm nào? Cái hình mờ mờ này này, cái phần đen đen mờ mờ này này. Làm nào rồi? Tao chả thử nghĩ cho tôi cách làm cái phần này xem làm nào. Không đi xem của nó nhá. Tự nghĩ đi. Sai. Làm nào? Thứ nhất là làm sao để nó đặt ở dưới đấy. Cái thứ hai là làm sao cho nó thành cái màu đấy. Nghĩ đi xem nào. Chuẩn. Đúng luôn. Position gì? Absolute. Thế relative ở đâu? Hả? Đây à? Đây hả? Cái này hả? Rồi, nhét vào. Đây là menu đúng không? Position relative. Cứ vứt data là tính tiếp. Thêm vào cho tôi. Position bằng relative. Sau đó ở phía dưới này này. Chúng ta sẽ có là post một cái thẻ div có class là new trừ title. Ở đây sẽ có một cái thẻ A đúng không? Đây sẽ có một cái thẻ A dấu thăng này và tag của nó. Tag ở trong này đúng không? Tag ở đây là hiểm họa ung thư từ 4 món đồ chơi trung thu cực độc. Đấy, xong. Và ở dưới này chúng ta sẽ có một cái thẻ là thẻ cái hình con mắt. Thì mình sẽ có là Y. Thẻ Y. Cách class bằng FA cách FA trừ eyes
Và ở đây chúng ta sẽ có số là 8376 lượt xem, thì chúng ta sẽ viết nó vào trong một thẻ spam. Đấy. Rồi, giờ sao? Giờ xem trang của mình nhá. Text rồi đây. Cái gì cũng bốn món đồ chơi cực độc đây rồi. Giờ sao xử lý kiểu gì? Nào chúng ta cùng kéo lên coi. Đây new title đúng không? Đây chúng ta style nó này. Four season bằng absolute. Xong. Left bằng 0. Right cũng bằng 0. Bottom bằng 0 nốt. Đẩy lên trên chưa? Lên trên rồi đúng không? Rồi, mình sẽ có background. Background. Background là bằng RGBA. Ờ 255. Chờ tôi đến chỗ này để tôi chọn cái màu. Rồi. Background bằng RGBA 000.0.6. Tí nữa tôi sẽ giải thích cái RGBA này. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 hoặc là min 2 thì xem có được không. Min 2 bằng 80 pixel. Lên chưa? Rồi. Color bằng màu trắng. FFF. Được chưa? Thì bây giờ copy cái này pet vào cho thằng new title. Copy cái này. Pet vào cho CSS của thằng new trừ title đúng không? Chấm new trừ title. Position bằng absolute. Xong chưa? Bây giờ giải thích cái RGBA nhá. Chúng ta có cái background nó là màu nền đúng không? Được chưa? Thì chúng ta có thể dùng các mã màu, ví dụ như chữ này. Chữ màu gì này. Rồi thì là mã hexa này là dấu, cái dấu thăng đúng không? Và chúng ta có thể dùng cái mã màu là RGB, là red, blue, green đúng không? RGB để hình thành nên màu. Thế vậy thì cái RGBA này là cái gì? Nó cũng là màu RGB nhưng mà nó có thêm một cái giá trị alpha nữa. Alpha tức là độ đậm, cái độ trong, nhớ nhá, nó là cái độ trong của cái background của chúng ta. Được chưa? Chúng ta nếu mà để bỏ cái a và bỏ cái 0.6 này đi này,
thì màu này nó là màu 000, tức là màu đen xì. Đúng không? Là màu đen xì thì chúng ta không thể nào nhìn thấy phía sau này được. Được chưa? Ở đây chúng ta, đây là tôi còn chọn hơi bị sai màu ấy. Thực ra là nó là màu xám, như này thì đúng hơn này. Đây là như này thì đúng hơn này. Đúng không? Thì mã màu của chúng ta là 686666, 0.6. Thì đây chúng ta có thể đổi 686666 và độ trong là 0.6. Đó. Ngoài cái cách làm RGB này ra, chúng ta còn một cách nữa là làm để làm cho cái hình của chúng ta nó trong đi. Đó là chúng ta có thể là xét cái thuộc tính là opacity. Opacity thì cái opacity nó tương ứng với cái giá trị alpha ở đây. Nhưng hai cái này thực sự khác nhau. Nếu mà các bạn viết cái opacity vào đây thì cái chữ gì nhỉ? Cái chữ tức là cái nội dung trong cái thẻ này nó cũng sẽ bị mờ đi. Chứ nó không rõ được chữ. Được chưa? Nó không rõ được chữ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ dùng cái background là RGBA này thì chỉ có cái nền của nó thôi. Còn những cái chữ nằm ở trên đấy nó không bị nhỏ, không bị mờ. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau của hai thằng. Còn cái giá trị alpha hay là opacity này này, càng xuống thấp thì càng trong. Giá trị thấp nhất là 0, giá trị cao nhất là 1. Được chưa? Giá trị cao nhất nếu mà đưa lên 1 ấy, thì nó thành màu đen xám. Thành đúng cái màu đấy, không có độ trong nào cả. Được chưa? Đấy là cái RGBA và cái opacity. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Chúng ta nhìn thấy cái thẻ này, bây giờ chúng ta sẽ thêm cho nó một cái thuộc tính nữa là padding bằng 0 ở đâu bằng 10 pixel. Hơi được không được, không được. Padding trừ padding là bằng 0 cách 10 pixel, tức là cách hai bên ra 10 pixel hơi bé. Cho nó tăng lên một tí nữa. Khoảng 25 thôi. 25 pixel. Padding 0.25. Chúng ta copy cái đấy vứt vào trong cái CSS của thằng này. Xong. Tiếp theo cái thằng title này có thẻ A đúng không? Cách A thì sao? Thì chúng ta sẽ có cái color cho nó. Hiện tại nó đang có gạch chân đúng không? Color bằng màu trắng FFF. Sau đó là font size. Font size cho nó to lên một tí nữa. Font size bằng rơi vào tầm khoảng 20 pixel. Tôi test thử. Cũng có vẻ vừa vừa. Ở không, của mình còn nhỏ, của nó còn bé hơn của mình. Tôi coi thử xem nào. Khoảng 18 pixel. Và có cái text decoration bằng none. Background bằng none. Sao lại có cái màu gì ở trong đây nhỉ? Background transparent. Sao lại có cái gì màu trắng trắng ở đây nhỉ? Đố các bạn biết nó có cái gì trắng trắng ở đây đấy. À, do tôi bôi đậm. Chẳng có vấn đề gì cả. Được chưa? Này đã ổn cho thẻ A thôi. Chỉ tính thẻ A thôi nhá. Còn cái này chúng ta để sau nhá. Này thẻ A đã được chưa? Chưa. Sao các bạn dễ hài lòng thế? Có nhìn thấy nó sát so với cái lề ở trên không? Đừng để như vậy nhá. Đừng để những cái thứ như vậy. Thứ nhất là chữ sát lề không ổn này. Chữ mà các bạn cảm giác như cái bài báo các bạn đọc, ví dụ tôi vào bất kỳ một bài nào, các bạn bao giờ nhìn thấy cái chữ nó sát vào đây không? Không, đừng ai làm thế. Chúng ta không hà tiện đến mức đấy. Bây giờ nhìn làm sao cho người ta đọc cảm giác với mắt nó thoải mái. Chúng ta cũng đừng nên để nó chữ nó sát quá. Bây giờ các bạn nhìn nó cách rất là xa, đúng không? Thì chúng ta nên padding nó ra. Đây này, phần thẻ A đây đúng không?
thì chúng ta sẽ có cho nó một cái display bằng block và sẽ có cái padding. Đó, không bấm được. Padding trên dưới là khoảng 10 pixel. Thấy không? Chỉ 10 pixel thôi. Thì các bạn nhìn thấy nó tự động đẩy lên trên đúng không? 10 pixel và ở hai bên là 0. Được chưa? Nhìn thoáng mắt hơn rất là nhiều đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có cái thẻ này, chúng ta sẽ có cái display bằng block này. Rồi thì padding 10 cách 10 pixel cách 0 này. Sau đó chúng ta sẽ có cái gì nữa nhỉ? Có cái gì nữa? Không sai. Để copy hết. Đó, bằng ngày thứ cho cái thẻ A này. Xong chưa? Chưa. Tôi đã cố tình dí con chuột vào đây rồi. Nhìn thấy con mắt nó sát với chữ số 8 không? Cách nó ra. Cách nó ra. Thêm một dấu cách nữa là xong. Cách cái y với span ra. Đấy. Nhìn thoáng hơn nhiều không? Hay thậm chí các bạn có thể là cho cái phông size của cái đoạn này nó nhỏ đi một chút nữa cũng được. Chẳng ai nói gì. Xong chưa? Phần nào nữa? Ông còn chăn chối gì nữa? Hả? Rồi, tiếp tục. Còn một cái nữa. Đó là cái menu này, chúng ta nhìn thấy background aqua không? Comment nó vào. Đúng không? Min 2 này chúng ta cũng kệ nó. Được chưa? Bỏ cái min 2 đi thử xem nó ra làm sao nhé. Cũng thế mà. Được chưa? Xong phần này chưa? Các bạn sẽ về nhà làm nốt cho tôi cái này. Hai cái này. Có khác đến gì cái này đâu. Cho một cái này display bằng một display bằng block, cái thẻ bao ngoài của cái ảnh này. Display bằng block min 2 bằng bao nhiêu đấy, 2 bằng bao nhiêu đấy là xong đúng không? Xong rồi cưa đôi nốt thằng này ra là thôi chứ còn gì nữa, còn cái gì đâu. Code lại giống gần như giống bên kia. Xong chưa? Đấy, có thế thôi. Bài này tối ngày mai nộp nhá. Còn bài nộp phạt thì tôi cho phép các bạn đến ngày thứ hai. Tôi không quên đâu, yên tâm. Mấy đứa kia quay phim thì nhớ đến ngày thứ hai nhá. Mấy diễn viên đóng phim. Được chưa? Còn thắc mắc gì không?